Xin cái ba lô các bạn ơi. Chơi chơi ác nhân vậy trời, không có cái ba lô luôn rồi sao bắn nhau đây. Thiệt luôn mà. Giờ mình phải đi thẳng qua kho nè, qua kho không có ba lô nữa là chịu luôn nha. Trời, chưa lút chúng ta lút hết, có pet kit nè. Trời đất mẹ, mẹ ơi không có ba lô luôn em à. Ấy có thằng vô. Thằng vô. Ồ, vô đây. Vô đây. Kiếm mi lao. Nó vô. Cứ để nó vô luôn. Cứ để nó vô được bằng sớm. Đấy, nó sẽ vô đường này. Nó đang check. Anh em nhìn nè, cứ để nó loot. Tôi qua tôi bắt nó ngay cái xe đó. Bây giờ mình chỉ cần cam ngay xe thôi, mình không cần cam nhiều. Tí nó ra xe là chết. Cứ để nó đi đâu đi kệ mẹ nó. Đừng quan tâm. Cứ cam ngay cái xe thôi. Anh em nhìn nè. Mấy thằng này đơn giản lắm. Vô khu người ta và làm những khu của mình để nó biết lúc rồi chắc là nó sẽ đi, nó ra xe giờ. Tôi sẽ chơi chiêu, đó chính là chúng ta chơi chiêu chủ tịch giả người ngồi trong xe. Mày ra đi. Anh em nghĩ là nó có thấy mình không? Nghĩa là thấy á, đi bẻ ra đi nằm mẹ cho rồi. Ừ, nằm. Không được, nằm nguy hiểm hơn. Ngồi. Ê, hình như là nó lút cái kho mình xong, nó sẽ lút cái nhà bự của mình. Xong nó mới ra đúng không? Vậy là nó ra đường thẳng. Nó ra đường thẳng ngay giữa nè. Chết mẹ, nó ra đường thẳng gì thì dễ thấy mình lắm. Ê, hay mình xuống đít xe mình nằm mẹ đi ha. Nằm vậy nguy hiểm quá. Đúng rồi, đi mẹ, tôi xuống đít xe tôi nằm mẹ cho rồi cho nó an toàn. Hợp lý. Tí nữa nó lại mà chỉ cần nhấn ép vô xe thôi mình bắn nó thôi. Anh em biết sao nó đuối lâu không? Tại đồ còn nhiều quá. Hồi nãy mình loot nhưng mà mình không có ba lô á. Trong đồ mình còn nước, nôi, lum la hết, thằng này đi loot tiếp. Chứ bình thường nó chỉ cần vô cái nhà đó thôi, nó thấy có dấu hiệu bị loot là đi liền à. Nó không loot nữa đâu. Sao này loot lâu vậy ta? Lụm đi ỉa à. Ủa xạo xạo ghê á. Làm gì có vụ mà quăng xe đây xong rồi bị đi bộ qua chỗ khác loot à? Đéo có đâu. Chết mẹ nó quay trở lại kìa. Nó đéo thấy tôi luôn. À không. Thằng này là khác. Thằng này là một thằng khác nữa. Phải cả đái anh em à. Thằng này là một thằng khác vô nữa. Ủa thằng kia đâu? Ê, tôi nghĩ là thằng kia nó vô xong rồi nó hồi nãy lúc mà mình chạy từ ngay chỗ bờ tường ra xe, nó nghe được tiếng nhỏ, nghe được tiếng của mình hay sao, xong rồi nó sợ núp ở trọng, xong rồi thằng này vô chuẩn bị bắn với thằng kia nè, chắc con mẹ nó luôn. Nhưng mà hơi tí nữa tôi sẽ ra check gameplay lại coi, nếu như bỏ đi thì tôi không nghĩ là bỏ đi, tại vì xung quanh mấy ông biết là nó có cái sườn núi lên, tại vì cái này nó là một cái hõm xuống đúng không, thì vô lý là tại sao nó lại bỏ xe để nó đi bộ qua chỗ loot, qua chỗ khác loot. 3 weeks later. Ê mấy ông ơi, hình như là bếp tôi nghĩ ở trong đây nó có cái hố đen hay sao á. Mấy thằng nào đi vô cũng bị hút mất mẹ luôn rồi. Quái vậy. Ê, tôi thấy nó rồi kìa. Nó đang lút đồ hả? À, nó đang lút đồ, nó đang lút đồ. Em bình tĩnh nha. Chết mẹ rồi, có xe tới. Lê, đụng má đừng thấy em. Em đang kê thằng này. Thôi nha. Ê, hồi nãy anh em nhớ tôi mới vừa leo lên, tôi lên ghế mấy vậy? Ghế 2 đúng không? Ok. Được. Nó tròn thì nó đã đi bè lại đây nhảy hay không? Nó làm gì đấy? Nó là người bắn bình thường mấy ông bảo, đá chim cái gì? Chết với tôi nè. Anh em thấy cái thao tác loot là thấy gà rồi. Lút rồi đứng im một buổi lâu luôn xong rồi kìa chậm kìa đi tướng kìa như con gà mờ vậy, vậy là chết với anh rồi kìa, đi tướng kìa. Chết với anh rồi em ơi. Ủa thằng quỷ kia đâu rồi? Mấy thằng này lạ nha, xe không đi, đi bộ hết trơn à?
Ê, tôi nói anh em nghe nè. Thì mẹ vô lý vãi đái thề. Làm gì có chuyện xe không đi đi bộ. Công gì nữa nó đi mất tiêu rồi. Nó đi đâu luôn rồi. Oh yeah. Cảm ơn Berry. Ừ, dù chơi dơ vẫn chơi dơ như ngày nào mặt cưới. Dơ vậy ông nội. Tôi chơi mẹ chiến thuật đàng hoàng. Bắt mấy ngáo mà gì đâu dơ. Tôi chơi mẹ. Là mấy ướt à. Bắn không mất miếng máu nữa. Bài đặt hù dọa. Làm giật mình. Làm giật mình. Ê, vô con này lút được không? Con này có vẻ ngon á. Có ai trong này không? Hello. Tụi mình là bạn nha. Hello my friend. Đâu vậy? Mới nghe thấy nó dừng xe cái đột. Oh yeah. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đang kê mình. Hack CTRL cộng em không sai. Ai vậy, ai vậy? Cảm ơn Berry. Từ nha. Nó đang đi C cạnh tròn qua bên trái. Để nó làm gì ta? Đi đâu rồi? Ê, thằng nào chạy xe vô nhà nữa vậy? Ê, thôi. Thôi. Đi mẹ tụi mày vô đây đông vậy. Không được đâu. Ok, ok, nó chạy xuống nhà bên đây. Trời, còn nhảy nữa. Hồi nãy ở đó có một thằng á, má thằng này gan. Ui, thằng này nó gan. Rồi, hai thằng thấy nhau, hai thằng chuẩn bị bắn nhau nè. Ủa? Oh, yeah. Hai thằng đó là một thằng à? Thằng này tới đâu? Tới đây đúng không? Vô nhà tao là sai á, thiệt. Sai lắm á, sai. Sai. Sai thiệt luôn. Sai vãi luôn, sai luôn á. Ủa, sao đéo lên? À, anh đang sợ, anh đang sợ. Lên đây, lên đây. Anh đang sợ, anh đang sợ. Má ông bảo tôi lên lầu ngồi hả? Anh em có nghĩ là nên lên trên lầu ngồi không? Đéo nút chứ giờ làm gì ra ngoài bắn nó hả? Đi bè ông ra ngoài ông bắn nó, bè cho bị tám phương tứ phía nó bắn vô đầu không? Người ta núp đâu phải là người ta nhục đâu. Người ta núp là người ta chờ đợi thời cơ mà. Thời cơ chưa tới. Chạy bộ, chạy bộ, chạy bộ. Vô nhà mình, đang vô, thằng này vô chắc. Bắn nhau rồi, thằng này. Phải bắn này. Ok. Thằng này sẽ vô. Ta nói. Nó y gì vãi luôn luôn. Má nó kê mình sớm tới giờ luôn trời. Lộn vãi lộn thôi. Đi mẹ giờ này còn thằng nữa. Khùng quá mày. Má giờ này còn thằng nữa đi mẹ mày luôn á. Mày bị khùng quá sao nãy giờ không ra đi. Mẹ. Chết mẹ tao rồi. Sao nãy giờ không chịu ra đi. Trời mẹ mày. Ra người sao mà chạy kịp nữa mày, sao nó ra trước thì bắn nhau mẹ cho nó lẹ đi. Mấy nó đợi mày trên cuối nó chạy ra mày khó chịu với họ luôn á. Khùng mày, má trợn thiệt luôn á. Mấy một là ra, hai là mày chạy mẹ đường khác đi. Ra người bơm các kiểu đi, mấy chị thằng ngáo mày cay thiệt chứ. Má mình đã tính rồi, à ok bo nhập mình lên xe mình phóng con mẹ nó là vô trong rồi. Má gặp thằng đầu đâu ra mình...